xin chào các bạn đã đến với kênh hoa giấy nghệ thuật hương môn sai đây hôm nay chiều nay tưới cây nè mình uh, nhổ được cái cây này đây thì các bạn biết đây là như cái phôi đấy là cái phôi hoa giấy mỹ nè à. thì uh, mình cũng nói cho các bạn uh, qua một chút xíu cái phôi hoa giấy Mỹ này nếu mà để như thế này nè mình để trong mát nhá giữ ẩm nó không cần bó gì hết đâu để ở trong mát nó là trên hơn một tuần á nó cũng không gọi bắt đầu là mình trồng lại nó vẫn sống vẫn lên mầm vẫn ra rễ bình thường nhá đặc biệt cái cây hoa giấy Mỹ này thì nó nó là như vậy cái dòng của nó rất là dễ dễ sống nên là nó được đi khắp nơi luôn à. Nên là các bạn biết không nhổ lên như vậy Nếu mà mình bận việc á Là mình sẽ bỏ nó vô trong mát Rồi là mình có thể đi đâu đó khoảng 5-7 ngày mình về mình vô à, Bắt đầu mới vô phân Thì nó cũng không nó không chết đâu nha ừ. Cái hoa giấy mỹ cái sức sống của nó Bởi vì là các bạn biết không Cái rễ của nó này nó mềm Ở trong này thì nó mọng nước không à nó nên là nó giữ được chịu được cái hạn nè à, và cái sự khắc nghiệt nữa à, nên là khi mà mình nhổ nó lên như thế này là mình có thể bỏ trong mát một tuần lễ nó không chết đấy và bây giờ thì nên á từ đó là người miền tây cũng như là dân làm cây kiển á lập bắt đầu khai thác nó để mà ươm lấy nhánh để ươm ươm rồi như các bạn thấy cái đặc biệt của cái hoa giấy mỹ đây thì cái rễ của nó nè đây á, là khi mà trồng nó thì cái rễ nó phình ra đây là từ ở đây là cái khúc rễ nó, này. Oh, nó phình ra nè rất là đẹp uống lượng rất là đẹp luôn mà nó cứng nữa nha nó kháng được hầu như là với sâu bệnh nữa đấy tại vì là mình trồng á mình không thấy cái cái cây nào nó bị sâu bệnh cả à, mình không, thấy cây nào bị sâu bệnh đâu nha cái rễ á cái rễ nó bị sâu bệnh đâu à, nó hầu như kháng được mà tại vì ở cái vùng của mình á là mối mọt rất là nhiều bởi vì là ở trên gần đồng gần cái đồi cát nè à, mối mọt rất là nhiều luôn gỗ là ở trong nhà mình đó nha ở dưới đất nó ăn lên là gỗ để là nó ăn luôn rất là lẹ nhưng mà mình trồng cái cây hoa giấy mỹ này mấy năm nay mình không thấy bị mối mọt ăn đâu nó nên là bà con dùng cây kiển của mình mới dùng cái nhánh bông giấy để ươm và để tạo ra những cái cây đẹp như thế này nó rất là dễ sống nếu các bạn cắt nhánh mà cái nhánh già các bạn có thể để ẩm ở trong một cái gốc nào đó ẩm thì trong vòng 15 đến 20 ngày nó sẽ tự cắt nó ra rễ luôn chứ không phải cần ghim ở dưới đất đó là mình 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 đã thử rồi nhé nên là cái cái dòng bông giấy này rất là dễ chơi à, còn mà về cái cái ghép á thì hầu như là dân người miền tây ở những cái xứ cây cảnh miền tây thì ghép để mà thay mới cho nhiều cái loại dòng ví dụ chẳng hạn như là lấy cái phôi bông giấy mỹ này thì người ta ghép những cái màu khác cũng như là giấy cẩm thạch nè rồi ngũ sắc thái nè à, rồi nói chung là giấy ấn độ nè rồi dòng ghép pizza nè nói chung ra là rất là nhiều dòng hiện tại là rất là nhiều dòng hoa giấy nhưng người dân miền tây người dân cây kiển đều chọn cái ghế hoa giấy mỹ làm cái gốc chính và cái ghế hoa giấy mỹ và cái cây hoa giấy mỹ này cái phôi hoa giấy mỹ này cũng có thể trồng không mình trồng là mình trồng nguyên thủy cũng có thể trồng nguyên thủy và cắt tỉa nó vẫn đẹp nó vẫn ra hoa À, hầu như là quanh năm luôn á nên là cái dòng cây này nó cũng khá là là là, là sức sống nó khá là dai à, như các bạn thấy không nó nhổ lên trụi lủi hết cắt tỉa gãy luôn ừ. à, rồi bây giờ ha nếu mình bỏ thì một thời gian nó vẫn ra gãy bình thường luôn á mình đi trồng lại là nó vẫn sống á À, thậm chí mình để nơi ẩm nó vẫn ra rễ nó tự nó ra rễ à, nên cái um, cái dòng cây này mình chọn mình chơi ở miền trung á đây là, mình chọn mình chơi ở miền trung nó phù hợp nó phù hợp nó vừa cái thổ nhưỡng nè à, cái cái khí hậu nè rồi um, à, cái uh, cái sự phát triển của nó thì uh, nó mình chọn cái cái um, bởi vì như thế á, mình mới chọn cái cây hoa giấy mỹ để mình chơi thì nếu mà các bạn ở miền trung á à, thì các bạn cũng có thể là chơi cái hoa giấy mỹ này thì nó dễ sống ừ, nó dễ sống lắm nó chịu được mọi khí hậu thời tiết à, nếu mà mưa nhiều thì nó sẽ hơi đổ lá nhé à, nếu mà trời mưa mà nhiều á, ở mình á, thì nó sẽ hơi đổ lá nó được có một cái nó hay dở một cái nhưng rồi khi nắng lên nó lại đâm chồi nảy lọc lên lại à, và các bạn cứ con tỉa thường xuyên thì cây nó lúc nào nó cũng đẹp hết. Ừ thì bây giờ à, cái 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 tập tính của hoa giấy mỹ nó là thế ừ, cái thân của nó nó mọng nước nhưng nó cũng rất ưa nước ấy. À, nhưng mà mình nếu mà mình mình để cho nó ở trong nước lâu ấy, thì nó sẽ thối nhá còn khi mình tưới mình tưới hàng ngày mình tưới nó phải rất là tốt luôn nó tốt đến nỗi nó sẽ không có hoa à, nó sẽ không có hoa nên là chơi hoa giấy hạn chế tưới nước nhất là khi là mình tỉa à, bắt đầu là những khi mà đọt mình mình tỉa rồi á thì mình sẽ hạn chế tưới nước nhé hạn chế tưới nước khoảng tầm 10 đến 15 ngày đó. thì bắt đầu là mình tưới một ít xong rồi bắt đầu nhự từ từ mình mới bỏ phân thì mình tưới mạnh để cho nó bắn đọt đó lúc đó thì mình ngưng nước nó bắn đọt nó ra thì hoa nó ra theo thôi ừ. đây mình bởi vì là mình mới thích cái chơi cái dòng hoa giấy này như các bạn thấy bây giờ nè mình sẽ lấy một cái chậu mình vào mình vào cái cây hoa giấy này à nói thì chứ còn để thì mình vẫn để được bình thường nhé bây giờ mình sẽ chọn cái thế cho nó đây mình cũng sẽ chọn để như thế nào cho nó đẹp đúng không đây đó thì bây giờ là mình sẽ mình sẽ vô cái cây này à, mình sẽ chọn cái thế để mình vô cây này thì mình sẽ cũng để nguyên thủy mình chơi luôn nha mình thì để mình nguyên thủy mình chơi luôn nó Đó. Đó, cái gốc như thế này thì mình sẽ có khả năng là mình sẽ để như thế mình vô nè các bạn thấy không nó nhìn nó cũng khéo đúng không mình có thể là vô theo cái hướng này cho nó đổ Rồi à. à. mình vô như vậy đi đấy ngày mai thì mình cũng mới đi công chuyện về đi công việc về đi hà nội về vì nên là cũng chưa có làm gì luôn á sáng ngày nay sáng ngày nay dậy xong rồi là đi học phụ huynh ừ đó các bạn thấy không nè dù cái ẩm nè mình để mãi mà cái này nó lẽ ra rễ lắm nên là cái dòng hoa giấy mỹ nên các bạn cứ chơi nó chơi nó không xong có sợ chết đâu mà nó cũng ít có bệnh lắm nếu mà các bạn thấy mà lá nó đổ á thì khả năng nó sẽ dư nước ấy dư nước thì các bạn ngưng tưới nhé ngưng tưới giảm nước lại mình xem mình xem nó để mà mình mình biết cái tập tính của nó mình chơi á nên là chứ còn đâu có mình mình cũng như vậy thôi mình chơi thì mình cũng sẽ tìm hiểu từ từ à, thậm chí là mình lên cái clip này mình chỉ có là tập chơi để nói cho các bạn những người mà đang tìm hiểu á chứ còn à, những anh mà đã thuần nghề rồi thì mình đâu có dám <laughs> mua rượu qua mất thợ à, qua mất thợ nhé đây à, thì các bạn thấy nè bây giờ là mình cứ vô đỡ đỡ vậy cái đã nè mút mình tưới xong nó xẹp xuống thì nó sẽ lộ ra cái bộ rễ ở dưới này nó đẹp lắm. Đây nhé Rồi lại có một cây tiếp. Các bạn nhìn thấy nó có đẹp không? Đấy. Mình để nguyên thủy cũng không thích ghép nữa để chơi. Để về rồi tỉa cho nó vui. À, những cái dòng cây này thì mình sẽ cố gắng làm sao đó để cho nó ra hoa Tết. Một cái là ra hoa mới là quan trọng. <laughs> Còn... À, chơi thì ai trồng cũng được đúng không? À, bây giờ là tại vì ở cái sân của mình đây nè, nó chặt quá đi. À, cây ít bữa nữa ở ngoài kia thì mình sẽ Giờ chậu ra ngoài đó. Rồi còn cái hôm nay thì mình cũng muốn trao đổi các bạn một một tí là cái vấn đề là cây hoa giấy mỹ rễ hoa giấy mỹ nó sẽ khó chết lắm và cái thân của hoa giấy mỹ cũng vậy có thể ghim hoặc các bạn để ở trong mát một tuần lễ nó khô nó, nó nó chỉ giữ ẩm nó thôi là nó sẽ không nó sẽ vẫn khi mình trồng lại nó vẫn ra mầm nhé nó vẫn ra mầm bình thường à, nên là khi chơi mua cái hoa giấy mỹ các bạn cũng đừng có sợ nó chết đừng có sợ nó chết nhé là nó rất là dai sống mình về mình trồng mình chăm sóc một tí là nó sẽ ra hoa ra lá ra rễ nó phát triển tốt thôi mình xin chào các bạn nha cái video này cũng hơi dài một tí rồi mình xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những video sau mến chào và hẹn gặp lại các bạn nhé bye bye